Ông có nghe thấy con gọi không ông? Ông ơi, ông tỉnh lại đi ông ơi. Ông ơi, ông có làm sao không ông? Ông làm sao vậy con? Ông! Trời ơi, con tôi! Rốt cuộc thì chúng mày muốn gì? Anh này, em muốn sau này mình lấy nhau sẽ không cãi vã, không ly hôn, không còn anh còn tôi, được không anh? Anh nhốt gia đình họ ở đâu? Nói! Ép cung à? Đừng có vòng vò nữa. Nói ngay. Anh nhốt gia đình ông Nghị ở đâu? Anh điều tra viên này hay thật. Định lấy việc riêng vào chuyện công đi à? Gia đình bạn gái anh đi đâu? Anh đi mà liên lạc tại sao lại hỏi tôi? Anh đừng quên, tôi đang mất quyền công dân lẫn sự tự do đấy. Hay là cầm tay vào mà hỏi cho dễ. Đi thẳng vào vấn đề đi. Đồng phạm của anh là ai? Liên lạc bằng cách nào? Tôi dùng quyền im lặng đã được thừa nhận trong luật tố tụng hình sự 2015. Thủ trưởng muốn gặp anh ạ. Anh ạ. Cậu có nghĩ đến hướng hắn dùng con tin để đổi lấy sự tự do của Khôi không? Chắc là không anh ạ. Khôi có vẻ biết chúng ta không đủ chứng cứ, rồi sẽ phải thả hắn. Vậy động cơ là gì? Nếu Khôi và Hiệp là một, hắn sẽ muốn cả gia đình nhà ông Nghị phải chịu đau đớn kể cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn sẽ hành hạ họ để chứng kiến, rồi thỏa mãn cái cảm giác trả thù. Thế thì cậu còn nóng cái gì? Tạm thời tính mạng của gia đình ông ấy sẽ được đảm bảo. Xin lỗi anh, đúng là em có chút cảm xúc riêng trong chuyện này. Chỉ là em đang sợ kẻ giấu mặt kia. Chúng ta không thể lường trước được sự nguy hiểm của hắn. Cũng khó cậy miệng được đối tượng Khôi lúc này.
mình muốn nói cái gì. Rốt cuộc là nợ bao nhiêu tiền? Con Hoa nó nói thế là thế nào? Mình có bao giờ tin em đâu mà mình hỏi. Thằng Hưng sẹo nó đến nhà đòi nợ, cả nhà mới phải dọn về quê và mới bị bắt thế này. Tất cả tôi muốn cô giải thích. Mình muốn em giải thích như thế nào? Cô đã câu kết với thằng Khôi lừa bắt con Hoa, cho nên tôi mới phải cầm căn nhà 10 tỷ. Bây giờ bắt thêm ba ông cháu bố con nữa, rốt cuộc là cô muốn bao nhiêu cái 10 tỷ nữa hả? Mình à, em thề với mình. Đừng em... thề. Thề không giết được người, chỉ có nói dối mới làm được cái chuyện ấy thôi. Còn chuyện Khải là em của Khôi, tại sao cô lại biết? Thằng Hiệp có đứa em tên Hòa, Hiệp Hòa Khải Khôi, chúng liên quan với nhau thế nào? Hay thằng Khôi chính là Hiệp? Là cô, tình cũ không dùng cũng tới. Cô đã đến với hắn để hại cái gia đình này. Mình thôi đi. Anh làm như anh tốt đẹp lắm vậy. Cô đừng nghĩ là tôi ngu. Cô đã bán đứng tôi. Tất cả mọi chuyện đều có bàn tay của cô nhúng vào. Nếu như tôi làm mọi chuyện, tôi đâu có phải khổ sở mà ở trong này. Là tôi ngu nên tới bây giờ tôi mới biết thằng Khôi chính là thằng Hiệp. Rốt cuộc là thằng Hiệp nó muốn cái gì? Trả thù. Trả thù. Tôi không tin là nó dám hại những người vô tội. Đúng. Họ vô tội. Nhưng họ ở đây là do anh đó.